Xin chào tất cả các bạn ở trên vùng miền Tổ quốc. Thì ngày hôm nay thì công ty Cờ Bịp làm cái video để giới thiệu với các bạn cái sản phẩm là kính áp tròng nhìn xuyên bài để giúp các bạn đi chơi môn bài lá bịp là hiệu quả chiến thắng 100%. Thì trước mặt các bạn đây là những cái mẫu kính áp tròng 9D của Mỹ để mình nhập khẩu trực tiếp phân phối ở Việt Nam. Đấy, thì cái sản phẩm này thì giúp các bạn đi chơi là nhìn bài là gần như bài ngửa luôn. Đấy. Khi các bạn nhìn như bài ngửa rồi thì không có gì để nói là chơi sẽ tuyệt đối chiến thắng 100%. Đây. Thì mình sẽ cho các bạn xem cái kính này. Đây là kính Mỹ này, 9D này. Đấy, USA này. Đấy. Các bạn nhìn rõ chưa? Cái này mình nhập khẩu trực tiếp, phân phối trực tiếp ở Việt Nam. Đấy thì mình có hai trụ sở, một là các bạn qua trực tiếp Hà Nội và Sài Gòn, các bạn điện thoại cho mình cái số tổng đài trên màn hình để mình tư vấn các bạn qua trực tiếp. Mình tư vấn để các bạn mua hàng, làm sao về các bạn có đồ các bạn chơi bịp hiệu quả nhất. Đây, đây cấu tạo kính này sẽ bao gồm một cái lọ để mà bảo quản cái kính này, đựng cái kính áp tròng này và cây đeo. Cây đeo này giúp các bạn đeo vào mắt nó dễ dàng hơn. Đây, và những cái này thì các bạn để mà phụ kiện các bạn đi chơi, các bạn đi xa các bạn đựng kính vào. Thì về cấu tạo của cái kính này thì nó không có cái gì cả, nó rất đơn giản thôi. Này, nó rất đơn giản. Đây là cái lớp mà tròng này được đựng trong này, mình sẽ lấy cho bạn xem nhé. Khi bạn lấy kính từ cái lọ ra, bạn dùng lên dùng tăm bông để tránh làm xước kính. À. Với cái kính này được thiết kế từ một cái lớp lụa silicone rất là mềm luôn, đeo vào mắt là êm luôn và nhìn bài là siêu nét. Cũng có nhiều bạn đặt câu hỏi là cái màu tím này thì đeo mắt liệu có người đối diện có nhìn thấy không. Mình khẳng định luôn là khi đeo vào mắt là nó trùng với màu mắt luôn. Cái kính này mình bảo hành cho các bạn một năm, đeo một năm. Đấy, có những bạn mua kính như mình 3 năm nay vẫn dùng ok, vẫn mua bài bình thường. Có một lưu ý, khi các bạn sử dụng kính này các bạn phải kèm theo bài của nó thì các bạn mới nhìn được, còn bài ở ngoài là không thể nhìn được. Bên mình sẽ bán kèm cho các bạn bài đấy, để mà đỡ phải nhiều bạn thắc mắc về cái kính này. Thì khi các bạn đeo không được kính áp tròng thì một cái bộ bài thì nó lại như bình thường như này thôi. Đấy, như bình thường như này. Đây, mình sẽ đặt ở đây. Nhưng khi các bạn đeo kính áp tròng vào đây thì mình sẽ, khi bạn đeo kính áp tròng vào thì các bạn nhìn thấy số trên mặt lưng bài. Đây là cái kính thử, mình sẽ đeo vào cái mắt camera mình thử cho bạn nhìn kính, nhìn bài như nào. Đấy, thì cái kính thử khi bạn đeo vào cái mắt camera thì chắc chắn nó sẽ không được nét bằng cái mắt thường khi bạn đeo kính áp tròng rồi. Đây, thì khi đeo kính thì nó sẽ màu như thế này. Đấy, và gặp bài này, khi bạn đeo kính thì các bạn nhìn thấy bài nó sẽ như thế này này. Đấy, bạn nhìn nhá, rất là rõ nét. Đây là con cà này. Đấy, cái này nó có thể phân biệt cả chất luôn nhá, là con quy này. Mình sẽ lấy cho các bạn từng con này, quy này, gì này, con 10 nó sẽ làm dấu cộng để mà các bạn phân biệt cái móc chìa khóa nhá. Để con 10 là dấu cộng này, cái móc chìa khóa là con 9 này. Đấy, mình sẽ lấy cho từng con này, 7, 8 này, 7 này, 6 này, 5 này, 4 này, 3 này. Khi các bạn chơi bài nhìn như bài ngửa các bạn liệu có thắng không? Đấy, câu hỏi đơn giản thôi. 2 này, áp này. Đấy, các bạn nhìn này, cái này nó phân biệt cả chất luôn các bạn nhá. Đây, thì đây là với cái bài xanh 2K hơn người là 1. Đấy, bên mình sẽ chuyển ra cái bài khác, đó là cái bài rồng đỏ đi. Đây, cái bài rồng đỏ này. Các bạn ở vùng miền các bạn chơi bài gì là mình đều có nhá. Tất cả vùng miền thôi này các bạn nhìn này. Đây, cái bài rồng đỏ này, K này. Đấy, Q này. G này, mà nhìn rõ nét chưa? Chơi như bài ngửa luôn này. Đấy, con 9 nó móc chìa khóa này, con 8 này, 7 này, 6 này, 5 này, 4 này, 3 này, 2 này, át này. Đây là rồng đỏ các bạn này. Đây, mình sẽ cho bạn xem đây rồng đỏ nhá. Bỏ kính đây. Rồng đỏ nhá. Thì cho bạn xem được cái bài kim cương đây nhá. Đây là bài kim cương. Đây. Đấy, thì các bạn đeo kính vào nó sẽ nhìn bài như vậy. Rất là đơn giản, ở đây như bài ngửa này, con 2 này, 3 này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, G này, QK này. Cái này nhìn chất, này nhớ chất này, nhìn này, đây chỗ này là chất này. Đấy. Đấy, các bạn khi chơi các bạn nhìn như bài ngược này thì rất là ok trong các môn bài rồi. Đấy, thì mình có hai trụ sở, một là Hà Nội, hai là Sài Gòn. Các bạn có thể qua trực tiếp để test hàng, để mua hàng được những sản phẩm chính hãng và giá tốt nhất. Về nói về trong cái ngành phân phối về cọc bịp này, đồ này thì mình cũng luôn tự hào luôn. Bên nhà mình là những cái công ty phân phối lớn ở Việt Nam. Thì các bạn muốn mua được hàng chính hãng và giá rẻ thì bạn qua trực tiếp cửa hàng để test hàng nhá.
trụ sở Hà Nội và Sài Gòn. Thì video tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu các bạn về cái sản phẩm đó là máy đánh bài mã vạch, một trong những sản phẩm cao cấp mà bên mình đang phân phối. Xin chào các bạn, ngày hôm nay thì công ty máy đánh bài bịp CVK Việt Nam lại làm một cái video để giới thiệu đến các bạn cái dòng sản phẩm mới ra mắt của hãng. Đấy, đây là dòng sản phẩm mới nhất của hãng này. Đầu tiên là máy đánh bài CAC 700 này, CVK 900 này, CVK 680S và một con máy đánh bài ngụy trang trên nền chiếc Samsung kia, cái vỏ hộp hồng kia. Thì sau đây sẽ đi vào test cho bạn chi tiết từng dòng máy một. Đầu tiên là con CAC 700. Đấy, vỏ hộp này rất đẹp luôn. Đây, đây là máy của nó. Nghe thì bên trong là ẩn chứa là 12 camera hỗ trợ tất cả các môn bài Việt Nam. Ngoài Bắc phải chơi ba cây liêng sâm phẩm chắn, trong miền Nam chơi bài cào này, bình Ấn Độ, bình sập sám, gờ năm lá và bỉu. Cái phần cứng thì làm giống như một chiếc iPhone 8 này. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Cái này nghe gọi nhắn tin bình thường nhá. Rồi tôi sẽ vào môn chơi, tôi kết cho các bạn xem này. Đây, môn chơi là ở bên trong này. Đấy, phải có mật khẩu nó mới vào được nhá. Đây là trò chơi này. Đấy. Tôi sẽ test cho các bạn môn liêng, một trong môn bài rất là phổ biến luôn. Tôi để bốn người chơi, để bốn người chơi và báo một nhà lớn nước cho nó nhanh. Thì khi chơi á, là các bạn đeo tai nghe vào bluetooth không dây siêu nhỏ này nhá. Đây, đây là cái tai nghe bluetooth này, nó sẽ báo kết quả vào tai cho các bạn. Bây giờ tôi đang để ra ngoài. Đây, đặt này. Cắt đi này. Báo rất là nhanh luôn. Bốn người chơi, một báo một, chắc chắn là một lớn nhất rồi. Đấy, liêng luôn. Đấy, là liêng luôn này. Đấy, những nhà còn lại này không có gì luôn này. Đấy, máy báo một là một liêng luôn. Đấy, máy báo siêu nhanh, siêu chuẩn xác. Trong quá trình chơi là các bạn để tăng giảm được số người chơi nhé, bằng âm lượng các bạn bấm lên nó sẽ lên, ví dụ có người vào hay người ra. Thế bây giờ sẽ chuyển sang môn tiếp theo là môn bài cào. Bài cào miền Nam. Đây, môn chơi này rất nhiều môn chơi này. Tôi vẫn để một báo một nhà lớn nhất nhé, các bạn có thể để báo nhiều nhà, có thể là hai nhà hoặc tất cả, có bao nhiêu người trên bàn nó sẽ báo tất. Tôi sẽ chuyển một bài cào này. Đấy, báo hai. Đấy, đấy, nhìn hai máy một hai hai là bảy điểm lớn nhất. Đấy, báo là cực chuẩn xác luôn, những nhà lại thấp hơn. Đấy, đấy, trong quá trình chơi các bạn muốn tăng giảm xuống người chơi, các bạn bấm tăng người đâu, bấm lượng luôn lượng này. Đấy, test thêm cho các bạn là môn cái bài môn bài ở trong miền Nam, đó là môn bài bình Ấn Độ hay còn gọi là ba cây đôi. Rồi, tôi sẽ để bốn người chơi và báo một nhà lớn nhất. Đấy, môn bình Ấn Độ nhé. Để ngang dọc bài quan trọng này. Đấy, 3-1 thì là môn lớn nhất. Đây, môn bình 6 lá các bạn nhìn này. Đấy, chuẩn chưa? Máy báo chuẩn xác 100% luôn. Tiếp theo thì giới thiệu với các bạn cái máy đánh bài CVK 900. Sẽ bỏ cái máy này đi. CVK 900 đây. Đây, con máy đánh bài này ngụy trang trên một con iPhone 13 rất là đẹp luôn. Đấy. Tôi sẽ cho vào con test cho bạn một liêng luôn này.
Đấy, máy rất là đẹp. Vậy tôi sẽ kết liêng này. Các bạn nhìn thấy máy rất đẹp luôn này, iPhone 13 này. Đấy. Bảy ba ba chắc chắn là ba lớn nhất rồi. Đấy, 9 điểm này, bạn nhìn là 9 điểm này. Đây một liều nhá. Đấy, cái này tăng giảm số người chơi bình thường. Máy đặt đã bảo rất nhanh. Cắt thì là báo rất là nhanh. Đấy là máy CVK 900. Đấy, có cho bạn xem lại. Tiếp theo là con CVK 680. Đây, con này thì được nguyên trang trên một lần một chiếc iPhone 8, cũng trên lần một chiếc iPhone 8, rất là đẹp luôn. Tôi sẽ test cho bạn xem này. Tất cả các máy nó sẽ có mã khác nhau nha, cho nên là không phải ai cầm vào máy mình có thể biết được các môn chơi như nào. Cái này phải đánh 3 cây liêng sản phẩm đủ hết. Tôi để 5 người chơi và báo hai nhà lớn nhất môn liêng đi. Đấy. Đấy, các bạn tăng giảm môn chơi luôn được này. Đây, đặt bài đây. Ngang dọc bài quan trọng, đặt là báo luôn. Đây. Đấy. 6 người chơi này, mẹ báo 3. À, xuống người chơi là 5 này, mẹ báo 3, 2. Đấy. 3, 2, 1, 2, 3. Đấy. 7 này. Đấy. Đợi 7. Là những nhà còn lại thấp hơn. Đây là thấp. Máy báo là chuẩn xác 100%. Đánh tiếp các bạn đây là nếu các bạn giảm người chơi này. Đấy. Bấm vào đây này. Đấy, 3 người chơi. 2 người chơi gỡ báo hết. Để 3 người chơi nhá. Ba một ba lần chưa đấy, ba một ra nha, ba này. Đây là tôi để cái bài xuống nó sẽ báo lại nha. Đấy, thì đúng được có lẽ là 31 của nó là 31 này. Đấy, ba này, một này, một liều nha. Đấy, bạn thấy không, chuẩn xác 100% luôn. Nó rất là nhạy, các bạn đặt bài đấy là nó báo thôi. Đấy, ngang dọc không quan trọng. Đấy. Đây là con máy đánh bài CVK680S. Đấy. Tiếp theo là con máy đánh bài CVK ngụy trang trên nền của Samsung. Đây cho bạn xem luôn. Đây. Tôi sẽ test cho bạn môn bài liên tiếp nhé, và chuyển sang môn bài cào đây. Đây. Đấy. Đấy. Các bạn để đúng cái chiều camera của nó. Rất là chuẩn luôn, chuẩn xác 100% luôn. Đấy, thì các bạn có nhu cầu mua hàng, các bạn alo trực tiếp cái số điện thoại trên màn hình. Thì ngoài ra cái máy này các bạn có thể sử dụng cái phụ kiện kết nối, thẳng cái đồng hồ này,
Đấy. Đây đồng hồ bạn đeo mã vạch này. Khi bạn không bỏ được cái máy ra thì bạn phải sử dụng cái đồng hồ. Đấy. Tôi chắc trả lại máy này. Hoặc là điện thoại Nokia. Đấy là cái kết nối. Ví. Ví mã vạch nha. Các bạn cái này bạn đặt ra trước bài là sẽ báo vào tai nghe thông qua cái máy chủ là cái điện thoại. Thì với cái sản phẩm máy bài mã vạch này, các bạn có thể trực tiếp qua trụ sở Hà Nội và Sài Gòn để kết hàng nhé. Rồi cảm ơn các bạn xem video. Tổng đại lý Cầu Bịp làm cái video để giới thiệu đến các bạn cái sản phẩm kính áp tròng nhìn xuyên bài 7D. Đấy, thì đây cái số điện thoại bên mình này, các bạn mua hàng các bạn có thể gọi trực tiếp hoặc là Zalo cho mình để mình tư vấn thêm. Thì trước mặt các bạn đây là kính áp tròng 7D mới nhất năm nay. Đây, mở các bạn xem này. Đây là cái cấu tạo của cái kính này. Đầu tiên là có một cái cây gắp kính này. Đấy, cây đeo kính này, cho bạn đeo kính vào mắt này. Và đây là cái kính 7D này trong này. Đấy. Đây, mình sẽ lấy cho bạn xem này và đeo các bạn thử nghiệm bạn luôn này. Đây, cái kính 7D thì nhìn ở đây không này. Với cái kính áp tròng 7D nhìn xuyên bài này thì cái ưu điểm của nó là thời gian sử dụng là được đến 5 năm. Và khi các bạn mua hàng bên mình sẽ bảo hành các bạn trong 1 năm, thì sẽ bảo hành qua cái số điện thoại của bạn, các bạn mua số nào thì mình sẽ lưu số là ngày mua. Đấy. Và đây là kính 7D này. Thì cách sử dụng của nó như thế nào? Thì các bạn chỉ cần đeo vào mắt là các bạn nhìn bài như nó siêu hình của nó luôn. Và cái ưu điểm của nó là không đau mắt, là không cọ mắt, là cực êm luôn. Đấy là cái ưu điểm của kính áp tròng nhìn xuyên bài. Thì đeo như nào? Đây, mình sẽ lấy cho các bạn xem này. Thì các bạn cầm cái gắp kính này, các bạn gắp cái kính ra. Đấy, bạn để cái cây đeo kính. Sau đó các bạn, cái chiều nào các bạn đeo cũng được, không quan trọng. Cái chiều nó là cái chiều nào cũng được, các bạn để đây. Đấy, tôi sẽ để cho các bạn xem này. Đấy, như này này. Sau đó các bạn ấn vào mắt là nó sẽ tự khớp luôn. Đấy, các bạn không cần phải phức tạp gì trong vấn đề đeo, rất là dễ đeo thôi. Ai cũng có thể sử dụng các bạn nhá. Đấy. Và các bạn đeo cả ngày được luôn. Đấy, không như cái kính đời trước là các bạn đeo cả ngày. Đeo cả ngày luôn. Và có một cái lưu ý tiếp theo mình muốn lưu ý các bạn này. Tất cả các loại kính áp tròng nhìn xuyên bài thì các bạn phải đi theo bài. Thì đây. Đây là những cái mẫu bài bên mình thì có nhiều bạn hỏi tôi là kính áp tròng này có thể nhìn được bài trợ không? Mình khẳng định luôn là không thể nhìn được bài trợ, mà phải bên nhà mình cung cấp. Thì bên nhà mình cái cung cấp những cái mẫu bài á thì nó giống hệt luôn bài trợ. Đấy. Thì đây. Thì khi đeo kính thì nó sẽ nhìn như nào? Thì tôi sẽ dùng cái kính thử để tôi cho nó vào trong cái mắt camera để các bạn nhìn qua. Thì tất nhiên là các bạn đeo kính thử thì không thể bằng các bạn đeo kính vào mắt được, nó sẽ không nét bằng. Đây. Thì các bạn nhìn sẽ như này. Đây các bạn nhìn này, rõ ràng con ca này. Đấy. Đấy. Con quy này. Đấy, con Zbix này. Các bạn nhìn lưu ý cho tôi hai con thôi, khác biệt nhất đó là con 10 là cái hình dấu cộng. Đấy, các bạn chơi như này mà chơi bài ngược này thì không ăn được tiền đấy, thì không cái gì chơi có thể ăn được tiền. Đấy, con 9 là hình móc chìa khóa, đây con 8. Và một cái đặc điểm nữa là các bạn có thể xem được cả chất các bạn nhá. Đây là những con quy này, con quy cơ này thì nó sẽ đánh dấu ở đây. Là các bạn biết con quy cơ. Còn con rô thì nó sẽ đánh dấu ngược xuống bên này. Đấy. Con tép thì nó đánh dấu ngang trên này.